Nguyên xin chào các bạn. Trước mắt các bạn là ba trụ đá thanh thô nguyên khối được anh em nhà sàn lột vỏ, lột da và lột vỏ màu hồng. Mọi người thường dùng các trụ đá thanh này để trong phòng khách để nâng cao sinh khí, hoặc để quầy thu ngân để chiêu tài lộc. Nếu các bạn, các quý vị mà có dịp lên cà phê Trung Nguyên thì sẽ thấy họ để ba trụ ở ngay quầy thu ngân của cà phê Trung Nguyên ở bảo tàng cà phê. Đây là trụ đá K1 còn nguyên khối. Đây là ánh nắng hoàn toàn tự nhiên. Đây là trụ đá K2 màu hồng. Còn đây là trụ đá K3. Còn nguyên khối. Chỉ có đá thanh tự nhiên chưa qua xử lý thì mới mang lại năng lượng. Một trong ba viên, nếu quý vị trong tâm yêu thích viên nào thì comment với anh em nhà sàn, anh em nhà sàn sẽ gửi cho quý vị. Đá này chỉ có dành cho những người biết chơi. Hoàn toàn tự nhiên. Đây là đá K1. Viên đây là K2. Còn đây là K3. Để biết trọng lượng, kích thước cụ thể, các bạn xem đường link bên dưới. Xin lỗi, đây là video mang tính thiên về sản phẩm, không phải nói về kiến thức. Nếu bạn nào tìm hiểu về kiến thức thì đừng xem video này. Tài sản Tây Nguyên xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở một video sau.